Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì vừa rồi bên em vừa về một chiếc Toyota Cross bản G màu 1K3 màu xám xanh, thì hiện tại là vẫn còn đang dán miếng bảo vệ ở đây khi đi qua tàu biển. Thì cái màu này cũng là màu khá đặc biệt, chỉ riêng trên Cross có cái màu này thôi, thì cũng là một màu anh chị khá quan tâm, và đặc biệt là khi mà anh chị muốn biết là trên bản G nó sẽ trông như thế nào. Và ngoài ra thì trong video này thì em cũng xin phép cập nhật cho anh chị về cái chính sách lịch xe cũng như là cái giá bán. Cross thì vẫn được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản thôi. Trong đấy thì có phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản G máy xăng này, trên mặt anh chị đây, có giá niêm yết là 720. Còn phiên bản xăng cao cấp thì sẽ là 820 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện, có giá niêm yết là 910. Hiện tại thì xe Cross thì vẫn đang còn trước Tết khá nhiều màu, đặc biệt là bản V thì bên em đang còn gần như là đủ màu trước Tết. Còn phiên bản G này thì cũng khá đủ đấy, khá đủ, nó cũng tùy một số màu khó thì có thể là đợi qua Tết, ví dụ như màu nâu chẳng hạn, thì là anh chị muốn đặt thì liên hệ với em để em xe xe. Và còn những cái màu thì cơ bản là trong tháng là sẽ có đủ, còn ngoài ra thì có sang tháng 1. Ngoài ra thì thông tin thay đổi một chút là từ tháng 1 là có thể là thay đổi về cái tiêu chuẩn khí thải ấy, nên là giá xe có thể thay đổi. Nếu anh chị nào muốn mà giữ cái giá xe hiện tại cũng như là thấy cái xe bây giờ thì cái giá bây giờ đã ổn rồi, anh chị muốn lấy xe sớm nhất có thể thì có thể là liên hệ với em sẽ kiểm tra cái lịch xe cũng như là màu sắc cho anh chị, để anh chị có thể là có cái xe đi trước Tết nó ok hơn. Hiện tại thì cái màu này thì khá sang và khỏe. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu là chỉ có 7,91 lít trên 100 cây. Anh chị thì trong video này em sẽ giới thiệu luôn để so sánh cho anh chị để chọn phiên bản nào. Nếu anh chị phân vân bản này thì chắc là chị phân vân đến phiên bản 820, phiên bản xăng cao cấp. Thì về bề ngoài thì khác một chút với các bộ ốp ở mặt ca lăng và chỗ cạnh nhà sương mù này. Tuy nhiên là la răng logo thì là logo thường, còn bản V là logo 3D thì nó sẽ đồng nghĩa với nó việc khác nhau với cái tính năng Toyota Safety Sense, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện, rồi phanh khẩn cấp các thứ đấy, nó khác nhau về cái đấy. Ngoài ra thì cũng khác nhau về cái camera 60, cửa sổ trời, giá nóc thể thao, về các cái option ví dụ như là la răng này nhỏ hơn và là la răng phai xước. Còn màn hình cũng là màn hình nhỏ hơn, màn hình bên trong màn hình đa thông tin ấy, cũng là màn hình nhỏ hơn. Còn về cái động cơ, khung gầm, máy móc, cảm giác lái thì giống hệt phiên bản V, nên là nhiều anh chị là nếu mà cái nhu cầu đi lại của mình nó không phải là đa số trong phố ấy, thì thực ra là bản G nó cũng là đầy đủ rồi. Vậy là trong video này thì em sẽ giới thiệu nhanh và sơ bộ về cái tình hình xe hiện tại. Anh chị nào cần hỗ trợ thêm thông tin gì cũng như là cần em hỗ trợ về thông tin xe, cứ gọi điện cho em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.